quên học bài cũ. Đào, giờ thầy kiểm tra bài cũ. Buổi trước chúng ta đã được học bài thơ Cáo Tật Thị Chúng. Dân, trò hãy đứng lên đọc cho cả lớp nghe. Xuân qua trăm hoa rụng, xuân đến, xuân đến. Trò chưa học bài sao? Thưa thầy, hôm qua con bị bệnh nên. Thôi được rồi, lần đầu thầy tha, về nhớ học thuộc, hôm sau thầy sẽ kiểm tra lại. Dạ, vâng ạ. Tí, trò đứng lên đọc lại bài thơ cho cả lớp nghe. Dạ thưa thầy, con xin đọc. Xuân qua trăm hoa rụng, xuân tới trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Được rồi, giờ trò hãy đọc to bài thơ Ngôn Hoài. Hôm nay chúng ta sẽ học bài này. Bài này hôm nay mới học, mình chưa kịp đọc trước. Thưa thầy, con chưa thuộc ạ. Cuối buổi học trước, thầy đã dặn là các trò sẽ phải chuẩn bị bài trước cơ mà. Thầy phạt trò về phải chép bài thơ 10 lần và học thuộc thì mới được vào lớp. Thưa thầy, con... Nào, chúng ta bắt đầu bài mới. Hôm nay mình quyết học thật kỹ bài cũ lẫn mới. Thầy sẽ không trách mình nữa. Nét chữ nết người. Tài viết chữ phần nào cũng thể hiện được phẩm chất của mỗi con người. Nào, các trò nộp bài lên đây để thầy xem. Tí, trò lên đây. Dạ, vâng ạ. Trò viết lại cho thầy. Sao lại thế ạ? Con viết sai sao thầy? Trò không viết sai, nhưng nét chữ còn thô cứng, cần phải về rèn luyện nhiều hơn. Sao lúc nào thầy cũng nghiêm khắc với thằng Tí thế nhỉ? Mình thấy bạn ấy viết còn đẹp hơn mình nữa. Nhưng mà may mình không bị thầy nhắc. Mình cũng thấy thế. Sao thầy lại nghiêm khắc với mình như thế? Sao thầy lại ghét mình? Hay là do nhà mình nghèo hơn so với các bạn khác nên thầy không ưa? Đúng là thế rồi. Tí, sao trò chưa về mà còn ngồi đây khóc? Con chào thầy. Trò làm sao thế? Thưa thầy, sao thầy luôn nghiêm khắc với con như vậy? Con đã luôn cố gắng để không thua kém bạn bè, nhưng sao con luôn có cảm giác thầy nghiêm khắc với con. Trò thấy buồn vì điều đó sao? Có phải thầy ghét con không? Con hãy nghe ta hỏi câu này nè, rồi con sẽ hiểu vì sao. Câu gì ạ? Có một người muốn đi lên ngọn núi cao. Ông ta phải ngồi trên một chiếc xe do bò và ngựa cùng kéo. Vậy con nghĩ người đó nên ra đôi vào con bò hay là con ngựa? Bò và ngựa cùng kéo ư? Thật chẳng tương xứng tí nào, nhưng biết làm sao? Dạ thưa thầy, nên ra đôi con ngựa ạ. Vì sao? Dạ, bởi chỉ có con ngựa mới chịu nổi roi quất và kéo nhanh được thôi ạ. Con đã hiểu vì sao ta nghiêm khắc với con hơn những học trò khác chưa? Là bởi ta biết khí chất, năng lực con hơn người. Ta muốn tôi luyện để con có thể phát huy hết khả năng của mình. Thì ra là thế. Con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng để không phụ công thầy. Vũ điệu của rừng. Cô rắn chúa ra rồi kìa. Trật tự xem cô ấy biểu diễn điệu múa đuôi nổi tiếng của mình. Hay quá, đẹp quá. Ôi, cô rắn múa đẹp quá. Cái đuôi của cô ấy mới uyển chuyển, thanh thoát làm sao. Đuôi thế mới là đuôi chứ. Ôi, cô ấy múa đẹp thật. Thân hình uyển chuyển, đặc biệt là cái đuôi trơn nhẵn. Sao mà tuyệt vời thế. À, mà sao chúng mình không cạo lông đuôi đi để có thể múa đẹp như cô rắn nhỉ? Phải đấy, phải có cái đuôi như của cô ấy mới được. Sóc ơi, nhìn mình này. Cậu làm gì với cái đuôi của cậu vậy? Sao lại cạo sạch lông trần trụi như vậy chứ? Cậu thật lỗi mốt. Cả khu rừng này đang có trào lưu cạo hết lông đuôi để có thể múa đuôi đẹp như cô rắn chúa. Cậu trông đuôi mình có thời thượng không? Từ giờ mình có thể múa với cái đuôi thời thượng này. Nhất định mình sẽ múa hay như cô rắn. Cậu làm sao thời thượng được bằng mình? Các cậu nhìn xem, đuôi mình mới là đuôi thời thượng chứ. Cái đuôi của cậu làm sao dài và thon đẹp như của mình chứ? Của mình đẹp hơn. Của hai cậu đều không thời thượng bằng của mình. Mèo, cái đuôi của cậu... Đuôi của mình là đẹp và thời thượng nhất. Mấy cậu làm sao có được như của mình chứ? Của mình mới là thời thượng. Mình múa đẹp nhất. Không, của mình. Của mình mới đẹp. Cái đuôi của mình đúng là lỗi mốt rồi. Cả thiên hạ đang thi nhau cạo lông đuôi. Mình cũng phải làm ngay cho bằng bạn bằng bè mới được. Chắc là đau lắm. Nhưng không sao, mình sẽ làm được. Mình sẽ có ngay một cái đuôi thật thời thượng. Sóc, em đang định làm gì vậy? Chị voi đấy à, em đang định cạo lông đuôi của mình đi để có thể múa đẹp được như cô rắn. Các bạn lợn, khỉ, mèo đều cạo hết rồi chị ạ. Nhìn đuôi của họ thật hợp thời và mốt quá. Em không được làm vậy. Em có biết đuôi của em có tác dụng giữ thăng bằng. Em mà cạo hết lông thì rất nguy hiểm. Chị khuyên em không nên chạy theo mốt. Chị lo lắng quá rồi. Chị xem, mọi người đều làm thế cả mà có chuyện gì xảy ra đâu. Em cũng có thể làm được. Chị cứ để em. Em không nghe lời khuyên của chị. Sau này đừng có hối hận đấy. Ôi, chiếc đuôi mới của mình đẹp quá. Nhìn nó mới mô đen làm sao. Lẽ ra mình nên làm việc này từ lâu lắm rồi. Mình phải đi khoe khỉ, lợn và mèo mới được. Trong chiếc đuôi của mình, ăn đứt đuôi của bọn họ ấy chứ. Các cậu nhìn xem này. Hoan hô, Sóc cũng cạo đuôi rồi. Chuyện, các cậu nhìn đuôi mình đẹp không? Nhân đây, mình sẽ trổ tài múa một bài cho các cậu thưởng thức. Mình sẽ trèo lên cái cây kia, vừa bay vừa múa. Các cậu chú ý xem nhé. Mình bắt đầu múa này. Các cậu nhìn nhé. Các cậu thấy đẹp chưa? Ôi, ôi, có chuyện gì thế này? Cứu mình với. Ôi da. Sóc có sao không? Sao lại vậy chứ? Mình chuyền cây từ lúc sinh ra tới giờ đã ngã bao giờ đâu. Sao hôm nay lại không giữ nổi thăng bằng trên cành cây vậy? Em Sóc có sao không? Chị đã nói rồi. Đuôi em có tác dụng giữ thăng bằng. Em không được cạo hết lông đi. Thế mà em có chịu nghe đâu. Vậy mới ra nông nổi này. Em... Nhưng... Như vậy mới đẹp. Mới thời thượng chứ chị voi. Như cô rắn chúa ấy. Thời thượng cái gì chứ? Chị rắn chúa được tạo hóa sinh ra đã thanh mảnh, nhẵn nhụi như vậy. Chứ chị ấy đâu phải làm điều dại dột như các em. Điều các em nên học theo chị ấy là biến những đặc điểm của mình thành sức mạnh, chứ không phải bằng mọi cách biến mình thành người khác như vậy. Hậu quả sẽ rất khôn lường. Và các em cũng nên nhớ, đuôi nào cũng có tác dụng của riêng nó. Đuôi của Sóc thì giữ thăng bằng, khỉ thì giúp bám vào cây chắc hơn, của mèo thì đuổi ruồi, muỗi, dạy con tập vồ mồi. Giờ các em cạo trụi như vậy thì nó còn tác dụng gì nữa chứ? Dạ, chúng em biết rồi ạ. Chúng em sẽ nghe theo lời chị. Từ giờ sẽ không đua đòi, không cạo lông đuôi đi nữa. May mà lông đuôi còn có thể mọc lại được. Nếu không, cuộc sống này của em rồi sẽ ra sao? Nhớ lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Dạ, vâng ạ. Người con vô tâm. Bức ảnh đẹp như vậy mà chẳng có nổi 100 lượt like. Chán thế. Cái hình dẫn hơi của cái ly còn đạt hẳn 120 like. Mẹ ơi, có chuyện gì không ạ? Bình à, sao mẹ gọi điện mãi con cầm cái máy? Con có chút việc bận. Có chuyện gì không mẹ? Mẹ lo lắng nên mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình của con ngoài đó thế nào rồi. Mưa bão thế này, chắc đường xá lụt lội. Đi ra đường phải cẩn thận nghe con. Không sao đâu mẹ, con ở trong nhà chứ có đi đâu đâu. Thôi nha mẹ, con còn phải học bài. Chỗ chị Bình có bị mưa lớn như ở nhà không mẹ? Không sao đâu con à. Con mang chậu lại chỗ dột hứng đi, không để ngập hết nền nhà bây giờ. Mẹ ơi, muộn rồi, đi ngủ thôi. Lát mẹ ngủ sau, con ngủ trước đi, mai con đi học. Vâng ạ. Mưa bão triền miên thế này, lấy đâu ra muối mà bán đây? Không biết có đủ tiền lo ăn học cho con Bình với thằng Quân không? Hay... Chị Bình, chị thu xếp về quê vài hôm đi. Mẹ bệnh mấy ngày nay rồi, ho sốt thôi. Chắc mẹ lại bị cảm thường như mọi lần thôi. Em ra hiệu thuốc bảo người ta bán cho mấy viên thuốc cảm, uống vài liều là khỏi thôi mà. Em đã mua thuốc cho mẹ mấy ngày nay mà có đỡ đâu. Càng ngày mẹ càng ho nhiều hơn. Thôi được rồi, mấy ngày nay lịch học của chị kín lắm. Để vài hôm nữa chị thu xếp rồi về. Chị Bình, chị Bình. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ sao thế này? Loạt ảnh hôm qua mình chụp quá đẹp, tung lên Facebook thì chỉ có mà nhận cả 1000 like ấy chứ. Alo, Quân đó à, có việc gì không? Chị Bình, chị về ngay hôm nay đi. Mẹ bị bệnh nặng lắm, hôm nay mẹ còn ho ra máu nữa kìa. Thật vậy sao? Mẹ uống thuốc vẫn không đỡ à? Đỡ gì mà đỡ, đỡ thì mẹ đã không ho ra máu. Chị định bỏ mặt mẹ đến bao giờ nữa? Chị... Vẫn còn sớm, đợi tải hết loạt ảnh này lên Facebook đã rồi về. Sao hôm nay xe chạy sớm thế? Mới đó mà bị lỡ rồi. Quân ơi, Quân. Mẹ ơi. Quân ơi, mẹ ơi. Quân ơi, Quân. Bình hả cháu? Mẹ cháu đang nguy kịch lắm, sáng nay vừa đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi. Mẹ cháu phải đi cấp cứu sao bác? Mẹ cháu đang bệnh, lại lo cứu muối trong những ngày mưa bão nên đổ bệnh nặng hơn. Cháu thu xếp vào với mẹ đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Bình ơi, sao mày lại vô tâm vậy? Món quà Giáng sinh. Cậu siêu quá. Giáng sinh này tớ đã xin ông già Noel một quả bóng rồi. Ba tớ bảo ông già Noel đã đồng ý. Sau này chúng mình cùng chơi nha. Tớ cũng được hứa mua rất nhiều quà. Cậu thì thế nào John? Tớ cũng chưa biết. Nhưng mà năm nào ông già Noel cũng mang tới cho anh em tớ một túi kẹo thật ngọt và đẹp. Trưa rồi, chúng ta về thôi. Ừ, về thôi, không mẹ lại mong. Năm nay làm ăn khó quá. Trên thị trấn xin việc còn khó khăn hơn nhiều. Ừ, như mọi năm đến tầm này là nhiều người sửa giày lắm rồi. Năm nay thì ít việc quá. Tôi nghĩ mà thương lũ trẻ quá à. Lúc nào cũng bị thua thiệt hơn so với chúng bạn. Nếu chúng ta không bán được những đôi giày này, năm nay lũ trẻ sẽ không có quà Giáng sinh. Mình ơi, hay là còn mấy đôi giày, mai tranh thủ lúc rảnh rỗi mình mang ra cửa hàng hỏi họ xem sao. May ra có thể. Ừ, được đó mình à. Để tôi sẽ mang ra các cửa hàng xem sao. Ông ơi, tôi có mấy đôi giày làm thủ công. Ông có cần tôi để lại rẻ cho? Rất tiếc, cửa hàng chúng tôi đã nghỉ lễ Giáng sinh rồi. Nếu anh muốn, chúng tôi sẽ cho anh gửi lại. Độ nửa tháng nữa anh qua. Nếu bán được Chúng tôi sẽ gửi tiền cho anh. Vậy cửa hàng có thể cho tôi ứng trước một ít tiền được không ạ? Rất tiếc, chúng tôi không thể làm vậy. Vâng, cảm ơn anh. Nè, anh ơi! Nếu anh muốn bán gấp, chỉ có một cách á, là đi vào trong làng, gõ cửa từng nhà. May ra có thể bán được một vài đôi đó. Vâng. Henry! Cha! Henry, sao anh về muộn vậy? Thế nào rồi? Không bán được mình à? Họ chỉ cho gửi thôi, thành ra tôi lại mang về. Cha, cha đi đâu cả ngày vậy? Bên ngoài tuyết rơi dày, lạnh lắm mà. Cha ra ngoài có chút việc con à. Mà tuyết rơi dày lắm, cha nghĩ rằng ông già Noel sẽ không tới được đêm Giáng sinh để tặng quà các con đâu. Các con phải đợi tới năm sau vậy. Thật hả cha? Chán quá. Nhưng chúng ta cứ để cửa và ống khói mở, biết đâu ông già Noel tới thì sao? Anh John ơi, chiếc túi. Trời ơi, lẽ nào đêm qua ông già Noel đã ghé qua nhà chúng ta? À, rất nhiều kẹo ngọt, đẹp quá. Cha ơi, cha làm sao vậy ạ? Không sao, cha chỉ hơi mệt thôi. Cha mau khỏe để còn đón Giáng sinh cho chúng con nha. Mà cha biết gì không? Ông già Noel đã tới thăm nhà chúng ta rồi đó. Ông đã mang đến cho chúng con những cây kẹo táo rất ngon và thật đẹp cha ạ. Chắc là hai con ngoan, cho nên dù có vất vả thì ông già Noel vẫn cố gắng đến thăm các con đó. Con thích quá cha ạ. Mình thế nào rồi? Tôi đỡ mệt rồi. Cảm ơn mình. Sao lại cảm ơn? Cảm ơn mình đã luôn cố gắng làm những điều tốt cho các con. Hai đứa sẽ không bao giờ biết được. Để có túi kẹo ấy, cha chúng đã phải đi bộ suốt cả ngày trời trên băng tuyết, gõ cửa từng nhà, cố gắng bán giày để đổi lấy quà cho chúng. Có hề gì chứ, vì nụ cười của các con, tôi không sợ gì vất vả. Mảnh giấy ghi ước mơ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.